ca sĩ Thủy Tiên gây đi rõ rệt sau biến cố liên quan đến ồn ào từ thiện. Trong suốt thời gian qua, mọi động thái của ca sĩ Thủy Tiên luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn đăng tải bức ảnh có mặt ca sĩ Thủy Tiên hội ngộ cùng với bạn bè nhân dịp cuối năm. Thủy Tiên xuất hiện với thần thái rạng rỡ vui vẻ. Được biết, thời gian tới Thủy Tiên sẽ có kế hoạch cho công việc nghệ thuật của mình. Trong hình ảnh xuất hiện lần này của Thủy Tiên, dù không make up nhưng nữ ca sĩ vẫn ghi điểm nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái vui vẻ. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng nhận ra Thủy Tiên đã gầy đi rõ rệt sau loạt biến cố liên quan đến ồn ào từ thiện miền Trung. Có lẽ việc vấp phải không ít chỉ trích từ cư dân mạng và liên tục bị réo tên đã khiến tâm lý nữ ca sĩ phần nào bị ảnh hưởng. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 12, Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự C02 thông tin về kết quả bước đầu việc xác minh hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên và các nghệ sĩ. Thiếu tướng Niêm cho biết C02 xác định các cá nhân là các nghệ sĩ có kêu gọi từ thiện ủng hộ bão lụt, có công khai tài khoản để tiền các cá nhân tổ chức gửi vào tài khoản đó. Sau một thời gian nhất định, họ đã đóng tài khoản và dừng kêu gọi. Khi có lượng tiền vào tài khoản, họ trực tiếp hoặc thông qua đại diện đi địa phương làm từ thiện. Qua công tác nghiên cứu tài liệu từ ngân hàng khi xem xét các tài khoản, C02 có căn cứ xác định lượng tiền vào tài khoản và số tiền đi ủng hộ, xác định số tiền vào còn ít hơn số tiền các cá nhân đã đi ủng hộ các tỉnh. Thiếu tướng Niêm cũng cho biết C02 đang tiếp tục xác minh, tổng hợp và trao đổi với các cơ quan liên quan. Dự kiến ngày 15 tháng 1 năm 2022, việc xác minh sẽ kết thúc và có kết quả cuối cùng.